Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 20 tháng 8, hôm nay thời tiết khu vực tỉnh tiếp tục có nắng. Thời gian nắng kéo dài, một số nơi cường độ nắng mạnh, tập trung ở khu vực phía bắc của tỉnh như thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Chiều tối và đêm một vài nơi tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, lượng mưa ít và nhanh chóng kết thúc. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Trên các vùng biển khu vực tỉnh mưa dông xảy ra vào chiều và tối nên tầm nhìn xa còn 4 đến 10 km. Trong cơn dông vẫn có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, trưa và chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Độ ẩm tương đối 76 đến 81%. Khu vực huyện Côn Đảo ban ngày có mây thay đổi, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Độ ẩm tương đối 80-85%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió Tây Nam với cường độ nhẹ, biển bình thường. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 20 tháng 8 cao nhất 365 cm xuất hiện lúc 1 giờ 30 phút, thấp nhất 60 cm xuất hiện lúc 5 giờ 30 phút.